như tháo khóa chốt, mở cửa thành lớn. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Phật Đa Bảo ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã ra như vào cảnh thiền định, lại nghe Phật đó nói: hay thay Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Bây giờ hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời báu rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Phật Đa Bảo Phật ở trong tháp báo chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật và nói rằng: Thích Ca Mâu Ni có thể đến ngồi tòa này. Tức thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp, ngồi xếp bằng trên tòa đó. Bây giờ hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp báo 7, thì đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên tòa cao xa, cuối mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng ở dưới hư không, rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: ai có thể ở trong cõi ta bà này rộng nói kinh pháp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Nay chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho các ngươi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này, sau khi mà các Đức Phật phân thân an vị xong, thì các ngài mới kêu thị giả đến mà thăm viếng Đức Bổn Sư Thích Ca. Và những thị giả này đã dùng những cái hoa để cúng dường Đức Thế Tôn và thăm hỏi ngài. A Di Đà Phật, thường thường quý vị thấy cúng dường mà mình dùng cái chữ hoa. Hoa đây là tượng trưng cho sự tinh khiết, hoa đây là cái sự trong sạch. Tất nhiên là mình dùng những cái tâm tinh khiết và trong sạch mình cúng dường thì gọi là hoa tâm nha. Thường thường quý vị dùng những cái hoa mà cúng dường lên Đức Phật là dùng bằng những cái tâm tưởng trong sạch thiện lành của mình. Mình chỉ đến đảnh lễ ngài là đã là một cái phương pháp cúng hoa rồi. Sau khi những vị thị giả đó thưa hỏi xong, thì các vị này trở về chỗ mà Đức Phật Bổn Sư của mình. Và khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy các Đức Phật phân thân đồng ý là mở cái cửa tháp bảo để mà đồng thấy cái chân thân của Phật Đa Bảo. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thấy các chư Phật phân thân đồng ý như vậy, ngài liền bay lên an trụ ở nơi hư không và dùng ngón tay hữu để mà mở cái tháp báo này. Như vậy thì trong ý kinh này muốn nói là tất cả mọi chúng sinh muốn mở tâm ý để nhìn thấy cái bản tánh bổn lai diện mục của chính mình, thì người tu kinh pháp hoa này không nên trụ tướng. Cảnh giới không trụ tướng tất nhiên là cảnh giới an trụ ở trên hư không. Và muốn thấy toàn pháp thân của Như Lai thì phải dùng pháp không sinh diệt, tức là cái tướng vô sinh. Tướng vô sinh tất nhiên là quý vị không có còn cái tướng mà phân biệt, có nghĩa là ly được cái tướng tịch diệt. Tướng tịch diệt mà nó đã ly rồi thì tướng là thường trụ, nó hiện tiền. Cái tướng mà thường trụ nó hiện tiền gọi là tướng vô sinh. Tướng vô sinh này tức là ngón tay báo. Bởi vì cái tướng này thì nó mới có thể nó mở cái phần nghĩa là cái tâm ra để mà nó phơi bày trọn vẹn cái pháp giới tính của pháp thân Như Lai. Nào, quý vị thấy trong kinh chỉ rõ ràng từ cái phương pháp. Do đó cái người mà tụng kinh
diệu pháp liên hoa chỉ trì tụng không đã có phước báo rồi. Còn nếu mà quý vị nghĩ mà thấm thêm những cái nghĩa lý ở trong kinh nữa thì phước báo lại càng vô lượng nữa. Bởi vì chính đây là một cái phương pháp tu để đưa tất cả những người tu pháp Hoa Tam Muội trở về cái bản tánh chân như tịch tịnh. Thì sau khi mà cửa tháp báo của Phật Đa Bảo Như Lai đã được mở, thì các đại chúng đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai toàn thân nguyên dạng. Tại sao toàn thân của Ngài còn nguyên dạng? Là tại vì cái toàn thân này nó không phải là do cái máu huyết của cha mẹ mà nó tạo thành, mà nó là do cái công đức vô lượng khi mà Ngài hành cái lục đạo vạn hạnh, nó thành tựu, do đó nó không tan rã. Quý vị nên nhớ rằng pháp thân của chư Phật không bao giờ tan rã. Nó hiện tiền miên diện, không bao giờ tan rã. Kể cả cái ứng thân của chư Phật cũng vậy. Có nhiều, hầu hết là những chư Phật các ngài đều nghĩa là thị hiện, các ngài đều thị hiện Niết Bàn, thì những cái toàn thân Như Lai, các ngài đều muốn là chúng sinh có phước. Thành ra lý do đó mà các ngài không có giữ lại nguyên cái toàn thân xá lợi, mà các ngài chia cái xá lợi bằng cách là thiêu đốt cái thân của ngài. Bởi vì tất cả chúng sinh là như là con của các vị Phật, do đó các ngài thương lắm. Dầu cho từ giả cái cõi thế gian này, các ngài cũng muốn để lại một cái di vật, mà những di vật đó để cho chúng sinh biết nghĩa là tu học và làm gương, để mà thấy những di vật đó là nhớ lại công đức của Đức Phật, để mà hành trì theo phương pháp để tu. Do đó những di vật mà các Đức Phật để lại cho chúng sinh mà nó quý báu và hiện hữu nhất, tất nhiên là pháp thân của ngài và những cái xá lợi của ngài. Đây là những cái vật mà rất là quý báu. Khi mà đại chúng đã thấy được cái pháp thân của Đức Đa Bảo thì rất là vui mừng hớn hở. Bởi vì đại chúng này chưa đủ năng lực để mà thấy được cái pháp thân này, nhưng mà chính nhờ cái Phật lực của Đức Thế Tôn, do đó cái đại chúng mới có thể thấy được cái pháp thân của Đức Đa Bảo. Như vậy thì quý vị thấy tại sao phải nhờ cái Phật lực của Đức Thế Tôn mới thấy được pháp thân của Đa Bảo mà lúc trước lại không thấy. Thì đâu có gì lạ đâu. Bởi vì phần đầu kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Bổn Sư Ngài đã nói rằng, sở dĩ ta giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là để đưa tất cả mọi chúng sinh từ phàm phu vào trong cái bậc Như Lai. Nghĩa là cái pháp này là cái phương pháp mà giúp cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến, phải không? Như vậy thì nhờ cái Phật lực này, tất nhiên là nhờ sự giảng kinh này của Đức Bổn Sư mà tất cả đại chúng mới tu. Mà khi đại chúng đã tu rồi thì quý vị sẽ đạt được cái pháp thân. Do đó như vậy thì phải nhờ cái Phật lực quý vị mới thấy được pháp thân. Bởi vì tất cả mọi người hành giả mà tu theo pháp Hoa Tam Muội đều có đầy đủ công đức. Công đức trì tụng đã vô lượng rồi, mà công đức mà tu tập theo cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái công đức thắng diệu vô cùng. Và mỗi một hành giả khi mà tu như vậy đó thì trước hay sau gì sẽ tự mình chứng được pháp thân thanh tịnh của chính mình. Có nghĩa là quý vị đã thấy được cái Phật Đa Bảo của chính quý vị. Đức Đa Bảo Như Lai sau khi mà tán dương Đức Phật Thích Ca xong thì Ngài chia nửa tòa ngồi cho Phật Thích Ca. A Di Đà Phật, tại sao Ngài chia nửa tòa ngồi? Có nghĩa là trong pháp giới tính các chư Phật đều bình đẳng. Trong pháp giới tính không còn phân biệt. Ở đây quý vị biết rằng các chư Phật trong pháp giới tính các ngài rất là bình đẳng. Nội cái tòa mà ngồi, tòa sư tử mà các ngài ngồi, các ngài cũng chia cho nhau nữa. Như vậy quý vị thấy Đức Phật là một cái sự giải thoát khỏi chân lý vũ trụ, mà các ngài cái tâm như vậy thì quý vị nên học theo, học càng nhiều càng tốt. Bởi vì hầu hết chúng sinh phàm phu mình bị những cái tướng phân biệt. Mình còn phân biệt được người nghèo, người giàu, người sang trọng, người trí thức, người ngu dốt. Do cái sự phân biệt này mà nó làm cho mình phải bị vướng mắc và triền miên ở trong cái dòng sinh tử. Và đại chúng, bây giờ thì đại chúng ngồi dưới tháp. Cái tháp Đa Bảo thì nó trụ trên hư không. Do đó đại chúng không được thấy Đức Đa Bảo rõ ràng và cũng như không được
chiêm ngưỡng cái dung nhan đức tướng của Đức Bổn Sư Thích Ca, nên những đại chúng này thỉnh Phật từ bi dùng thần thông giúp họ an trụ trên hư không. Và khi mà họ thưa thỉnh như vậy thì Đức Phật đã dùng Phật lực giúp cho họ được như ý. Thì đoạn kinh này nếu mà quý vị hiểu thì là khi là tất cả đại chúng đã biết được cái tâm cực ngộ, được cái bản tánh của mình, thì cái tâm này nó không còn có sự quấy trược nữa. Khi mình còn phàm phu, có nghĩa là còn mê, mình thừa thường, mình sống ở trong cái vọng tình, ý thức. Thầy dùng cái chữ vọng tình, ý thức để cho quý vị phân biệt rõ ràng là tất cả phàm phu đều sống trong cái ý của mình, chứ chưa bao giờ sống trong cái trí giác của mình. Bởi vì mình sống ở trong cái ý của mình, do đó cái tâm của mình nó còn phân biệt nhân ngã. Mà hễ mà nó còn phân biệt nhân ngã thì cái cõi thế này nó vẫn còn sự ô trược. Còn một người mà khi đã thành tựu pháp tu, khi đã trực ngộ được bản tánh rồi, thì cái bản tâm này nó không còn nhỏ nữa, mà nó gọi là bản tâm đại trượng phu. Một người có bản tâm đại trượng phu là cái người tâm không còn chấp ngã, chấp pháp. Do đó cái tướng trạng của những cái vị này nó rất là lớn, vô giới hạn. Như vậy thì quý vị thấy rằng đại chúng được an trụ trên hư không là do các vị này đã nhờ Phật lực chuyển hóa, thành ra biến cái tâm của mình, những cái tâm mà nó không được chân chánh, biến nó trở thành chân chánh. Và nhờ cái sự chân chánh đó mà tâm niệm nó càng ngày nó càng bộc phát, nó lớn hơn. Mà khi mà tâm niệm nó lớn hơn thì cái chỗ ngồi nó phải trụ trên hư không nó mới đủ chỗ ngồi. Chứ còn nó ngồi ở dưới thì nó không có ngủ đủ chỗ để mà ngồi. Bởi vì thân tướng của những vị đại trượng phu rất là lớn. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng cái bánh xe ở cõi mà bánh xe báo, mà cái tòa sen báo mà ở cực lạc quốc, ở cõi hạ phẩm, một cái liên hoa như vậy đó là nó bằng một cái bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Mà bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương nó không nhỏ, nó bề ngang của nó và bề dài của nó tròn như vậy, nó đi theo một cái chu vi tròn, nó là 16 dặm. 16 dặm là một cái bông sen rất là lớn. Đó là mình nói hạ phẩm đó. Còn mình nói tới thượng phẩm đó, thì nó là có thể là cái bông xe, cái hoa sen đó, nó bao trùm hơn là cái nước mà Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan, cả Campuchia luôn. Như vậy thì quý vị thấy hoa sen ở thượng phẩm nó lớn bao nhiêu. Bởi vì tướng trạng của những vị đại Bồ Tát đó là tướng đại trượng phu. Do đó thân căn nó rất là lớn, lớn vô cùng tận. Do đó cái đài sen của họ ngồi cũng phải lớn như vậy để nó phù hợp với thân căn, với thân tâm. Do đó những đại chúng này nhờ Phật lực mà được an trụ trong hư không là bởi vì họ đã biết rằng cái tâm của họ rất là nhỏ, và họ biến đổi cái tâm này nó trở thành cái tâm nghĩa là đại trượng phu. Do đó họ an trụ trên hư không. Tại sao họ lại biến đổi như vậy? Là chính vì nhờ họ nghe được cái pháp vi diệu của diệu pháp liên hoa. Do đó cái tâm mà nhược tiểu của họ đã trở thành cái tâm đại từ đại bi. Và cái tâm này muốn trở thành Phật, muốn trở thành Phật, tất nhiên là họ có tâm hạnh Bồ Tát, muốn cứu độ muôn loài. Vì mà có muốn cứu độ muôn loài, vì vậy mà một vị Bồ Tát phải phá cái ngã không và pháp không. Mà khi nghe phá cái ngã không và pháp không thì họ chứng vào cảnh giới chân không. Khi vào cái cảnh giới này thì cái cảnh giới vô trụ mà cũng như là vô sở đắc. Do đó họ chứng được cái hư không tạng. Mà chứng được hư không tạng thì mặc dầu họ mang cái thân là phàm phu, nhưng mà trong cái giác linh của họ luôn luôn là họ ngồi ở trên cái chỗ cao. Họ ngồi ở trên cái tòa sen báo ở giữa hư không. Cái thân thì ngồi giống như chúng sinh, nhưng mà trong cái thân lượng của tâm họ rất là lớn. Do đó quý vị nên nhớ rằng có những vị mà tu về cái niệm Phật tam muội cũng vậy nữa. Mặc dầu cái thân của họ đây rất là nhỏ, nhưng mà khi mà họ tu đến cái cảnh mà kêu là vô niệm rồi đó thì cái thân của họ lớn lắm. Cái tâm của họ có thể ngồi đây nhưng mà nó bao trùm, nghĩa là có thể là cả vũ trụ luôn. Tại vì cái tâm mà vô đến cái chỗ mà vô niệm rồi đó là cái tâm này nó không còn ngằn mé nữa, không có chỗ nào mà có thể mà nó có thể bị vướng mắc nữa hết. Nó lớn lắm. Cái chỗ mà vô niệm vô trụ là cái chỗ lớn vô cùng tận. Nhưng mà tại vì phần đông là tu không đến,
Thành ra lý do đó mình bị vướng mắc. Mà mình bị vướng mắc thì những cái tướng